Long Windows đã yếu rồi. Sao Gai thắng các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với thế giới con quay Beyblade Burst. Hôm nay mình sẽ làm video về chủ đề chiều quay của con quay Beyblade Burst như các bạn nhé. Thì như các bạn đã biết, chiều quay thì mình có hai chiều quay. Thứ nhất là chiều quay thuận kim đồng hồ và chiều quay ngược kim đồng hồ như các bạn nhé. Thì con quay Beyblade cũng vậy, thì nó sẽ có hai dạng. Thứ nhất là dạng quay theo chiều kim đồng hồ và dạng quay theo ngược chiều kim đồng hồ như các bạn nhé. Thì theo đó thì những cái tay giật, tay quay của nó thì cũng sẽ có con tay quay ngược chiều kim đồng hồ và thuận chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Thì bên phải của mình đây, bên phải của mình đây là những tay quay thuận chiều kim đồng hồ, và bên trái của mình đây là những cái tay quay ngược chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Chị lấy được con quay kia rồi, nhưng mà bên của con mới con cho bố. Ok các bạn ơi, thế là bạn Minh Đăng, bạn ấy ra lấy hai con quay của bạn này nhé. Là con quay Acer Dragon của Season 4 các bạn ạ. Bạn ấy không cho mình quay video cho các bạn xem. Ok, let's go, tiếp tục với chủ đề của video chiều quay của con quay Beyblade. Đó, thì đây là trên tay mình là cái tay quay ngược chiều kim đồng hồ. Đó, các bạn nhìn thấy đây. Thì mình giật ra như này thì cái chiều quay của quay nó sẽ ngược chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Bạn nhìn này. Đó. Bạn nhìn này dễ hơn. Đó, thì mình giật ra này. Đó. Con quay sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Thì thường thường là tay quay ngược chiều kim đồng hồ thì cái phần tay giật này với cả cái bệ phóng này nó sẽ làm bên trái các bạn này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa. Đó, và tiếp theo đây là một cái tay quay thuận chiều kim đồng hồ, thì cái tay giật cũng như là cái bệ phóng này thì cái chỗ nó làm bên phải các bạn nhé. Khi mình giật ra như này thì cái quay dưới này nó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy chưa. Ok, đó là những cái tay giật nhỏ, còn đây là những tay giật to này các bạn này. Đấy, tay giật to này, cái loại này là tay giật phải. Đó, thì nó cũng nằm ở vị trí bên phải các bạn nhé. Đó, mình giật này. Đó, thì nó sẽ quay thuận chiều kim đồng hồ. Không có cái gì này của con, dạ đây. Ô. Con cái đầu. Thì bố mua cho con mà. Đấy, mua cái rồng. Cái gầm màu đen. Đây này, bạn Minh Đăng này này. Đâu? Đang quay video bạn ấy ra phá nhắn này các bạn này. Bố đang quay video các bạn xem mà. Đấy, bạn ấy lại lấy luôn. Không còn cái gì các bạn ạ. Đó. Chỉ còn hai cái tay quay nhỏ. Đúng là bạn Minh Đăng. Rồi ok, lại tiếp tục video đó các bạn ạ. Rồi, mình vẫn còn mình vẫn còn hai cái tay quay, một cái tay quay phải và một tay quay trái các bạn nhé. Ok, let's go, tiếp tục đến với những con quay Beyblade. Thì những con quay Beyblade mà quay thuận chiều kim đồng hồ các bạn nhìn này. Ví dụ đây là con Bushin Asura quay thuận chiều kim đồng hồ. Đó, các bạn nhớ chưa? Thì đặc điểm nhận dạng thì những con quay mà thuận chiều kim đồng hồ thì những cái cạnh vát này của cái layer ấy, thì nó sẽ vát theo cái chiều kim đồng hồ như các bạn nhé. Khi mà nó quay thì nó sẽ quay như này. Đó, thì chiều vát này thì nó sẽ quay thuận chiều kim đồng hồ đấy, các bạn nhìn chưa? Đó. Thì nó sẽ ít bị cản, lực cản ở không khí hơn thì nó sẽ quay tít hơn các bạn nhé. Đó, ví dụ như con Slap Vankia này cũng vậy. Đó, cạnh vát này của layer này thì khi mà nó quay kim đồng hồ thì nó cũng vát theo chiều này để nó làm giảm sức cản như các bạn nhé. Đó, đây con Z-Azin cũng vậy các bạn này. Đó, thì nó cũng cạnh của nó vát này các bạn này. Đó, thì đa phần các con quay Beyblade thì thường là
những con quay quay thuận chiều kim đồng hồ. Đó. Đa phần là vậy nhé. Tuy nhiên là có một số các con quay nó cũng quay ngược chiều kim đồng hồ. Ví dụ đây, hiện tại thì mình đang có một con quay chỉ duy nhất một con đang quay ngược chiều kim đồng hồ. Đó là con Brut Longinus. Đó các bạn nhìn thấy này. Những con quay mà quay ngược chiều kim đồng hồ thì đấy, những cạnh vát này thì nó cũng sẽ vát theo chiều kim đồng hồ quay của nó. Đó, khi mà nó quay ngược như này các bạn này. Đó thì những cạnh vát này của nó cũng vát theo này. Cũng để là giảm lực cản đấy các bạn nhé. Đó. Bạn thấy chưa? À. Thì ngoài những con quay mình có là con Brut Longinus quay trái này thì mấy con quay Beyblade Bird cũng có rất nhiều con quay quay trái, ví dụ như con Mudvayne, Gridvayne vân vân. Đó, là một số con quay trái, hiện tại thì mình có con này thôi. Bây giờ mình sẽ quay thử cho các bạn xem nhé. Con quay phải quay trái như nào, sau đó mình sẽ thực hiện một vài trận đấu giữa con quay quay trái và con quay quay phải để cho các bạn xem nhé. Ok, let's go. Ok, bây giờ mình sẽ quay 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 trái trước các bạn nhé, ngược chiều kim đồng hồ trước các bạn nhé, Brut Longinus. Đó, các bạn. Đó. Mình sẽ quay các bạn xem. One, two, three. Đó các bạn thấy chưa? Đó các bạn nhìn kỹ nha. Đó. Đó, nó quay trái chưa? Đó. Ok. Bây giờ tiếp theo mình sẽ con quay quay phải các bạn xem nhé. Đó là con Sharp Valkyrie. Ok, 1, 2, 3. Snap on kia này, khá là mạnh các bạn. Chưa? Quay thuận chiều kim đồng hồ nhé các bạn nhé. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ thi đấu hai con quay, quay phải và quay trái, xem hai con quay thi đấu với nhau như nào nhé các bạn nhé. Đó, một con sẽ quay theo chiều này, một con sẽ quay theo chiều ngược lại như này. Đó. Như này thì hai con sẽ hút lực của nhau, có thể là hỗ trợ nhau tăng tốc. Tuy nhiên là nó cũng chưa biết thế nào các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thi đấu nhé các bạn nhé. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nào các bạn ơi, quay phải hay quay trái sẽ thắng đây. Có vẻ Long Winner đã yếu rồi. Wow, Sabagia thắng các bạn nha. Yeah. Ok, giờ mình sẽ thi đấu tiếp con Brut Longinus với con Usin Asura. Ok. Cái tay giật to bạn là Minh Đăng, bạn ấy không cho mình giật các bạn ạ. Rồi mình giật dần nhỏ này thì có thể là lực lượng yếu hơn các bạn nhé. Ok,
Con này mình sẽ có quay con quay phải trước nhá. 1 2 3 1 2 3. Cố lên Asura Brut Longinus. Wow. Pushin Asura đã thắng, con quay phải đã thắng các bạn nhé. Trái Brut Longinus đã thua. Ok, trận đấu tiếp theo mình sẽ dùng con Set Asin đấu với Brut Longinus. 1 2 3 1 2 3. Wow. Set Asin thuộc cân bằng các bạn nhé. Còn Brut Longinus là tấn công. Con nào sẽ thắng đây? Wow, Set Asin vẫn là con quay phải. Ok, trận đấu tiếp theo mình sẽ dùng con Air Clyde và Brut Longinus. Các bạn đã xem con nào sẽ chiến thắng. One, two, three. Wow, cú bắt đầu rất mạnh. Brut Longinus có thắng không đây? Wow, rất tiếc. Ekrai đã chiến thắng. Tiếp theo, mình sẽ dùng con Volcano và Brut Longinus. Con Volcano này các bạn này, cái đế quay của nó rất giống con quay Aserangon các bạn nhé. Đó. One, two, three. Wow. One, two, three. Wow. Lỗi rồi, lỗi phóng các bạn ơi. Rồi, tay giật là nhỏ nên lực phóng hơi yếu các bạn nhé. Từ đầu đến giờ là con quay trái Brut Longinus này là toàn thua con quay phải các bạn ạ. Ok các bạn nhé, thì đây là trận đấu cuối cùng giữa con quay trái và con quay phải. Mình sẽ dùng con Winning Valkyrie và đấu với con Brut Longinus. Hai con này thuộc dòng tấn công các bạn nhé. Ok, mình sẽ cố gắng thắng được trận này nhé. Sao mình đang ok, nó ra đây thì đâu bố. Đó, bây giờ mình đang bắt đầu ra thi đấu với bố đấy. Ừ, cho bố mượn một cái tay giật to nào. Bạn ơi, bây giờ bạn Minh đang sẽ cho mình mượn một tay giật to. Tay giật này với tay giật phải, có tay giật trái được. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ dùng tay giật trái to này các bạn nha. Mình sẽ quay con Brut Longinus. Đó. Bạn Minh Đăng sẽ dùng con quay Brut Longinus. Minh Đăng sẽ dùng con quay Rain Dragon. Con quay này là thuộc dạng bền bỉ các bạn nhé, thuộc season 4, quay mới mà hộp của các bạn này đấy. Ok Minh Đăng này, Minh Đăng tự tin có giành chiến thắng của bố không? Thắng à, thắng đâu, thắng không? Bố cho em mất rồi. Ừ, cái này cái sticker bị mất rồi. Ok, nào Minh Đăng có chiến thắng không? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ thi đấu với bạn Minh Đăng nhá. Nào, 1 Nào 2 3 Yeah. Mình đã thua bạn Minh Đăng rồi. Thế thì ván tiếp nhá. Ván 1 đầu tiên xong. Bây giờ đến ván 2. Ok.
Ok các bạn nhé, thì mình đã thực hiện video chủ đề con quay Beverage quay trái và quay phải xong rồi các bạn nhé. Các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ cho kênh của mình nhé các bạn nhé. Bye bye. See you again. Chúc kênh. Bye bye các bạn ạ. À.